Gân của chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn làm lòng như nào. Nào em hãy chỉ mọi người cách mà em nấu lòng để cho cả gia đình ăn. Đi. Trước khi thì mình mua lòng lòng già thì nó ngon hơn các bạn ạ. Không Lòng nên non lòng non, ăn lòng già. Hello, non đã đến với bà Thanh Vlog nha. lòng lòng non thì mình phải làm thật chứ không phải là đắng lắm. Rồi mình bỏ muối Đây và là bỏ cô ăn cay nhất. để bóp lên. Đây là cô được. Nghệ. Nghệ hả? Vậy là món lòng xào nghệ nha các bạn. Đừng bận lúc này. Thôi, mình làm cho sạch sẽ thôi. Được. Nói một câu bà nội trợ đang biết hết đấy. Nhưng mà các anh cũng biết, tại vì cũng có nhiều ăn nấu ăn mà không biết được những cái điều đấy. Nên bỏ muối và bỏ chanh vào thì lòng sẽ không bị hôi, ăn sẽ không hôi. Trời. Như vậy muốn có ăn mà hôi là các bạn để hai không để hai đứa vào. Đây là bây giờ có một cậu vàng, cậu vàng. Cậu vàng đang đợi ở đấy để xin miếng bằng đo đấy. Cậu khá cũng đang đứng ở đây đang đợi để xin miếng bằng đo đấy. Messi. Là phải lộn ở phía trong này, mình đã lộn rồi nên mình sẽ không lộn nữa, lộn phía trong này, ở phía trong là rất là bận luôn. Đấy, em các bạn. Tí để bị quên đấy. Cứ để trong. Sắp đi. Có gì nữa không? Được rồi. Thế thôi, quá dễ, nhưng ăn kẹo béo.